Ngày mùng 3 tháng Giêng, kính danh thánh Chúa Giêsu, tước hiệu dòng tên. Ngày mùng 3 tháng Giêng, toàn thể hội thánh cử hành lễ kính danh thánh Chúa Giêsu. Vì thế, đây cũng là ngày anh em dòng Chúa Giêsu, dòng tên, cử hành trọng thể lễ tước hiệu dòng. Chính thánh Y Nhã Loyola cũng như các bạn đầu tiên đã ước ao được gọi bằng tên của Chúa Giêsu cho nhóm bạn trong Chúa và sau này cho dòng của mình. Ngay từ lúc đầu tại Paris, Thánh Y Nhã và các bạn của Ngài đã hoàn toàn không được biết như là dòng Chúa Giêsu hay đoàn Giêsu. Họ chỉ chọn tên này sau nhiều năm làm bạn đường của nhau, cũng như với biết bao lời khẩn nguyện cùng Thiên Chúa. Vào cuối tháng 9 đến đầu tháng 10 năm 1537, Thánh Y Nhã và các bạn đã tụ họp tại Vicenza để bàn luận về kế hoạch sắp tới của họ. Một trong những câu hỏi họ đã bàn thảo là: khi có một ai đó hỏi rằng các anh thuộc nhóm nào, thì chúng ta sẽ trả lời thế nào? Thánh Y Nhã đã đề nghị cả nhóm cùng cầu nguyện. Sau đó, từng người trong nhóm đã thừa nhận rằng vì giữa họ không có ai là thủ lãnh hay bề trên ngoài Đức Giêsu Kitô, là đấng duy nhất mà họ ao ước được phục vụ. Vì thế, họ đã chọn danh hiệu đoàn Giêsu cho nhóm của mình, nhóm những người bạn đường của Đức Giêsu. Không lâu sau, khi tụ họp tại Vicenza, Thánh Y Nhã đã kinh nghiệm một thị kiến thiêng liêng mà Ngài tin rằng Thiên Chúa đã xác chuẩn cho nhóm và cho dòng được mang danh Thánh Giêsu. Đó là khi Y Nhã và hai bạn đường khác, Phêrô Favre và Giacobbe Lende, đang trên đường tiến về Roma để dâng mình cho Đức Thánh Cha Phaolô III, vị đại diện của Chúa Kitô. Trên đường đi, họ đã dừng lại và cầu nguyện tại một nhà nguyện nhỏ ở Via Cassia, một làng nhỏ ở La Storta, cách Roma chừng 8 dặm về phía bắc. Ngay khi đi vào nhà nguyện, Thánh Y Nhã đã có được một thị kiến. Ngài thấy Thiên Chúa Cha đặt mình với Chúa Giêsu đang vác thánh giá. Cả Chúa Cha và Chúa Con nhìn Ngài cách trìu mến, và Ngài đã nghe Chúa Cha nói với Chúa Con: ta muốn con nhận lấy người này làm người phục vụ. Chúa Giêsu đã quay nhìn Thánh Y Nhã đang quỳ và nói: ta muốn con phục vụ chúng ta. Đây là điều mà Thánh Y Nhã hằng ao ước bấy lâu nay. Chúa Cha lại nói với Thánh Y Nhã: ta sẽ phù trợ các con ở Roma. Trong tâm trí của Thánh Y Nhã, Thiên Chúa là đấng đã xác chuẩn tên của dòng. Một khi nhận được sự xác chuẩn thánh thiêng này, Thánh Y Nhã đã nhất quyết không muốn thay đổi tên của dòng. Tên đó quan trọng với Y Nhã đến nỗi Ngài đã nêu lên ngay chính dòng đầu tiên của bản định thức thể chế, một bản mô tả ngắn gọn về dòng, để xin Đức Thánh Cha chuẩn nhận và cho phép thành lập dòng Chúa Giêsu. Tước hiệu này được Hội Thánh chính thức nhìn nhận trong trọng sắc của Đức Thánh Cha Phaolô III khai sinh dòng tên ngày 27 tháng 9 năm 1540. Chính việc mang danh Thánh Giêsu, dòng xác định lối sống của mình, nghĩa là Đức Giêsu chính là khuôn mẫu duy nhất và đích thực. Các thành viên của dòng không chỉ phải biết người và yêu mến người, nhưng họ còn phải bước theo người, thậm chí trong khó nghèo và sỉ nhục khinh chê. Danh hiệu dòng Chúa Giêsu luôn mãi là lời nhắc nhớ
mỗi Giê-xu hữu phải sống như Đức Giê-xu đã sống.